Nhà đất Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage Nhà đất Hùng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video tiếp theo ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà với diện tích ngang 4, độ dài 13m, thiết kế 1 trệt 2 lầu, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà ngay kề bên siêu thị MH2, sát bên ngã tư Quang Trung và Phan X, thuận tiện cho đại gia đình chúng ta ở làm văn phòng công ty cho thuê. Đây là một căn nhà với giá bán rất mềm nha quý vị, giá bán chỉ có 5 tỷ 250 triệu đồng thôi. Thiết kế 1 trệt 2 lầu, thiết kế có khu vực không gian phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng phía sau. Một căn nhà rất là đẹp, hướng Tây Nam, phù hợp cho đại gia đình mình thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và chúng ta đang đứng bên ngoài mặt tiền mặt chính căn nhà. Hai căn ngoài thì giá cao hơn một tí xíu và diện tích nó lớn hơn một tí xíu nha quý vị, căn trong là rẻ hơn. Giá chỉ có 5 tỷ 250 triệu đồng, tặng kèm full nội thất và thiết kế rất là đẹp. Chúng ta đang đứng nhìn mặt tiền mặt chính căn nhà. Căn nhà này nằm trên một con hẻm cụt 5m, đường trước nhà 5m và đường vào thì khoảng tầm 3m thôi. Cách mặt tiền đường chính đường Quang Trung khoảng tầm 100m. Thuận tiện là đại để chúng ta ở làm văn phòng công ty. Và căn nhà này quý vị mua cho con em mình đi học hay là mua ra ở riêng thì rất là tuyệt vời. Đường rất là sạch sẽ và an ninh, chỉ có một mặt nhà thôi quý vị nhá. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng vào bên trong căn nhà nhé. Căn nhà này trước nhà chúng ta có khoảng vỉa hè 1,5m này, được lót đá xanh, hai lớp cửa sát nhau, một lớp cửa sắt CNC và một lớp cửa nhôm Sinfa. Bên trong không gian phòng khách thì quý vị có thêm khu vực đậu xe máy và phòng khách thì có sofa tặng kèm, phía trên thì có quạt trần, đèn trần và hai bên tường có tủ kệ tivi, ốp nhựa trang trí, ốp giả đá và có chạy ảnh trang trí và nhiều nội thất kèm theo, cũng như là tủ giày dép ngay khu vực cửa ra cửa chính. Ở đây thì khi mua thì gia chủ tặng kèm full nội thất cho quý vị khi mua. Phía dưới thì ốp gạch 80, hai bên tường thì làm rất là đẹp và sạch sẽ. Nhà xây mới, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng. Với diện tích là ngang 4, độ dài lên tới 13m, vị trí đắc địa, nằm ngay trục đường Quang Trung, kề bên ngã tư Quang Trung và Phan X, sát bên City MH2. Cách công viên Làng Hoa khoảng tầm 500m và cách trung tâm thành phố khoảng tầm 25 phút đi xe máy. Di chuyển qua sân bay thì khu vực này Gò Vấp thì nó kế bên sân bay nên chúng ta đi qua sân bay chỉ khoảng tầm 10 phút thôi. Khu vực cầu thang ở giữa nhà với tay vịn gỗ sồi, lan can làm bằng sắt, mặt đá hoa cương và đèn LED. Phía dưới cầu thang thì có tủ để đồ và bên trái khu vực cầu thang thì quý vị sẽ có tủ rượu được làm bằng chất liệu gỗ sồi đóng rất là cao và đẹp. Phía sau thì quý vị sẽ có không gian bếp, giếng trời và vệ sinh dưới cầu thang, cũng như là ở đây thì gia chủ có ốp gạch lên cao phun trần này, có tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ An Cường. Có tủ bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát và khu vực để tủ lạnh. Ở đây thì gia chủ tặng kèm mình bộ bàn ăn 4 ghế và trần không gian phòng bếp rất là cao, có đèn thả và đèn trần xuống rất là tuyệt vời. Cuối nhà thì quý vị sẽ có giếng trời nho nhỏ và khu vực này thì quý vị để máy lọc nước này. Không gian bếp rất là sạch sẽ và sáng nha quý vị. Quý anh chị đang cùng Huy Hùng tham quan trực tiếp căn nhà phố với diện tích ngang 4, độ dài 13m, thiết kế 1 trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ và sân phơi cũng như là sân thượng. Với giá bán chỉ có 5 tỷ 250 triệu đồng thôi, giá bán còn thương lượng và tặng kèm full nội thất mua. Đang tọa lạc trên trục đường Quang Trung, phường 14, sát bên siêu thị MH2, kề bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Hình Thông Tây của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị quan tâm đến căn này thì hãy gọi trực tiếp cho em Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Em sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Và di chuyển theo cầu thang thì quý vị sẽ lên lầu 1 tham quan không gian hai phòng ngủ đầu tiên. Một sản phẩm nhà đẹp tặng kèm full nội thất bên trong, xây mới, sổ hồng riêng. Giá bán vô cùng hợp lý và cực kỳ ưu đãi, 5 tỷ 250 triệu đồng còn thương lượng cho quý vị thiện chí mua nhanh. Khi mua thì tặng kèm đầy đủ nội thất như trong video Hùng quay, bao gồm giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo đóng đụng trần, máy lạnh Toshiba, tủ kệ tivi. Đây là phòng ngủ phía trước nên là quý vị sẽ có hệ thống cửa lùa ra khu ban công và có màn rèm, cũng như là ban công có lan can sắt CNC và trồng cây xanh bên ngoài. Phòng ngủ này thì quý vị có bàn trang điểm, bàn làm việc, rồi tủ áo đóng lộng trần, máy lạnh Toshiba ngay trên cửa ra vào, chăn ga gối đệm. Sàn phòng ngủ thì ốp gạch giá gỗ. Và hai phòng ngủ quý vị sử dụng chung một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm vách ngăn, gương soi, đèn LED. Phòng vệ sinh được gia chủ ốp gạch phun trần. Và qua không gian phòng ngủ số 2, quý vị đến không gian phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ phía sau thì có cửa sổ ra giếng trời với hệ thống cửa nhôm Sinfa để chúng ta gắn máy lạnh, có bàn trang điểm, có giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, tủ áo đóng đụng trần. Tủ áo nhà này đóng rất là rộng nha quý vị. Những bức tường đầu giường được gắn giấy treo tranh và máy lạnh Toshiba tặng kèm. Một căn nhà 3 phòng ngủ, ngang 4, độ dài 13m, giá bán rất mềm mại, hẻm xe hơi hẻm 5m.
trước nhà và hẻm vào nhà thì 3 mét xe hơi không vào được nha quý vị, nhưng mà rất là gần với trục đường Quang Trung, rất là gần với trục đường chính. Quý vị nào quan tâm đến căn nhà 3 phòng ngủ với giá bán mềm này thì hãy gọi cho Hùng để đi xem và sở hữu ngay. Quý anh chị đang cùng với Hùng tham quan trực tiếp tại căn nhà với diện tích ngang 4, độ dài 13 mét, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh, thiết kế đẹp, không gian thoáng sáng và trần rất là cao. Trên trần trên mái này đúc thật luôn nha quý vị, đúc mới luôn, xây mới, số phòng hoàn công đầy đủ, mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Và trên cùng quý vị đến với không gian phòng ngủ số 3 và khu vực không gian phân sân phơi đồ, giặt đồ. Phòng ngủ số 3 thì quý vị cũng có đầy đủ nội thất, bao gồm giường ngủ, bàn trang điểm, bàn làm việc, chân ga gối đệm, cửa ra ban công như phía dưới và có cả máy lạnh tặng kèm, máy lạnh Toshiba mới. Nhà này thì xài đồ mới không nha quý vị. Nhà xây mới nên người ta đầu tư nội thất toàn hàng mới, chất lượng. Với giá bán đang chào bán vô cùng mềm mại và cực kỳ hấp dẫn, chỉ có 5 tỷ 250 triệu đồng, một giá bán quá chi là mềm mại cho quý vị nào đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị quan tâm đến những căn nhà hơn 5 tỷ một tí xíu, đúc thật, 2 lầu, tức là đúc 3 tấm nha quý vị. Có sân thượng và thiết kế đẹp, trục đường Quang Trung, phường 14, ngay ngã tư Quang Trung và Phan Huy X, sát bên siêu thị MH2, kề bên chợ và nhà hội Hành Nhung Tây. Thì hãy cùng với Hùng đến tham quan cái sản phẩm nhà bán ngang 4, độ dài 13 mét này. Đây là khu vực sân thượng sau với khu vực giặt đồ, phơi đồ. Đây thì gia chủ có để cho mình phòng giặt này và sân phơi phía đằng sau, cũng như là vòi nước tưới cây. Chúng là phơi đồ giặt đồ ở đây nha quý vị. Rồi quý vị và cùng với Hùng tham quan căn nhà hướng Tây Nam với giá bán 5 tỷ 250 triệu đồng còn thương lượng. Quý vị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng để đi xem và sở hữu ngay. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.